báo cáo kết quả công tác phát triển du lịch năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thực hiện kế hoạch số 200/KHUBND ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh báo cáo kết quả công tác phát triển du lịch năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau. Kết quả công tác phát triển du lịch năm 2022 một Công tác quản lý nhà nước gắn với hoạt động du lịch Thực hiện kế hoạch số 200 và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực chủ động xây dựng các nội dung công việc cụ thể để triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên. Ban chỉ đạo kịp thời được kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo đã phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 05/2002 Quy đề UBND ngày 4 tháng 4 năm 2012 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trình hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 21-2022 NQHDND ngày 28 tháng 10 năm 2012 quy định một số nội dung mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, triển khai hướng dẫn liên ngành số 1391 ngày 31 tháng 5 năm 2022 giữa các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp thực hiện lồng ghép các nguồn lực từ đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và dự án số 06 bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch để tập trung nguồn lực thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên, tích cực triển khai các biện pháp kích cầu mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường mới. Công tác đảm bảo an ninh an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong hoạt động du lịch được triển khai hiệu quả. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai quy hoạch tỉnh bao gồm quy hoạch du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các địa phương triển khai quy hoạch huyện, thành phố bao gồm cả quy hoạch du lịch trên địa bàn, tập trung các nguồn lực để thực hiện các dự án giao thông, phát triển kinh tế xã hội gắn với phát triển du lịch. Xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. 2. Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch. 2.1. Sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn gắn với văn hóa trà. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã xây dựng, triển khai một số dự án, đề án về phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn gắn với văn hóa trà. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai và thành phố Thái Nguyên hướng dẫn triển khai xây dựng hai điểm du lịch cộng đồng tại xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai và xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Ngày 30 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công nhận hai điểm du lịch trên. 2.2. Sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử tâm linh gắn với văn hóa trà đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, khai thác tuyến du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với văn hóa trà. Di tích Lý Nam Đế, khu di tích quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên sung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đền đuổm, khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc, di tích Núi Văn, Núi Võ, di tích lịch sử 27 tháng 7, khu du lịch Hồ Núi Cốc. 2.3 Sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng MICE Du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo gắn với văn hóa trà. Thu hút đầu tư các khu sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu vực Sườn Đông Tam Đảo và các địa điểm như Thùng Lũng Tình Yêu, khu Ngự Hoa Viên, huyện Phú Lương, khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên, huyện Đồng Hỷ, các dự án tại phía Tây, thành phố Thái Nguyên. 2.4. Sản phẩm du lịch thể thao khám phá hàng động Hiện nay, một số hang động đã được khai thác phục vụ khách du lịch như hang Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, hang chùa Hang huyện Định Hóa. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu khảo sát chuyên sâu, phát triển du lịch khám phá hang động mạo hiểm tại hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà, huyện Võ Nhai. 3. Phát triển nguồn nhân lực du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Định Hóa và thành phố Thái Nguyên tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng cho hơn 400 học viên. Tổ chức cho các cá nhân, hộ gia đình trực tiếp tham gia phát triển du lịch cộng đồng đi khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai. Ngoài ra các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Định Hóa đã tổ chức lớp tập huấn về du lịch cho cán bộ, công chức phụ trách công tác du lịch và các tổ chức cá nhân hoạt động du lịch tại địa phương. 4. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, định vị thương hiệu du lịch, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch. 4.1. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Hệ thống cổng du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên đã được tích hợp trên C Thái Nguyên bao gồm website nguyên vn ứng dụng Thái Nguyên Tourism. Sở khoa học và công nghệ triển khai thực hiện hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Nhiệm vụ xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên và đề tài ứng dụng công nghệ VR, xây dựng mô hình tham quan khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương thực hiện số hóa một số điểm di tích và danh thắng trên địa bàn. Xây dựng chuyên trang thông tin điện tử, giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả công trình điểm quét mã QR code của tuổi trẻ trong tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu khu di tích lịch sử, văn hóa, du lịch. Các thành viên ban chỉ đạo đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin điện tử, website và các kênh quảng bá trên nền tảng mạng xã hội. 4.2. Thực hiện định vị thương hiệu du lịch tỉnh Thái Nguyên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng, logo, khẩu hiệu slogan và các sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên thông qua cuộc thi lựa chọn mẫu biểu trưng, khẩu hiệu du lịch tỉnh Thái Nguyên, lựa chọn sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Kết quả đã nhận được 233 sản phẩm dự thi của tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành quyết định công nhận và trao giải cho 17 cá nhân tổ chức đạt giải. 4.3. Liên kết hợp tác phát triển du lịch. Sở Văn hóa thể thao và du lịch thường xuyên phối hợp với hiệp hội du lịch tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phối hợp với các địa phương tổ chức hai chương trình farm trip, bread trip gắn với hội nghị tọa đàm phát triển du lịch nông thôn với sự tham gia của các chuyên gia, công ty lữ hành du lịch Bắc Trung Nam, cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Công thương Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tích cực giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Thái Nguyên thông qua gian hàng trưng bày tại các hội trợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. 4.4 Kết quả thu khách du lịch và doanh thu từ du lịch Năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Cục Thống kê Tỉnh thực hiện khảo sát thống kê du lịch và tiêu chí của khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổng khách du lịch đến Thái Nguyên đạt 2.160.200 lượt khách trong đó khách tại các địa điểm tham quan du lịch đạt 1 triệu 306.597 lượt khách, tăng 3,77 lần so với cùng kỳ năm 2021. Khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 764.742 lượt, khách do công ty lữ hành phục vụ đạt 88.861 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 1.800 tỷ đồng. 2. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch năm 2023 một Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 200 KHUBND ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2025, định hướng đến năm 2030, phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. 2. Triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 2228 Quy đề TTC, ngày 18 tháng 11 năm 2016, phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định số 1008 Quy đề TTC, ngày 24 tháng 6 năm 2011, phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu định hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên. 3 triển khai hiệu quả phát triển du lịch nông thôn theo quyết định số 922 quy đề TTG ngày 2 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 4. Huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. 5 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, chuyển đổi số gắn với phát triển du lịch. 6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch. 10 hoạt động sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2022. Nhìn lại một năm với những kết quả đạt được, ban chỉ đạo phát triển du lịch tổng kết 10 hoạt động sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2022 như sau. 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 05 2002 quy đề UBND ngày 4 tháng 4 năm 2022 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. 2. Tích cực tổ chức mở cửa lại hoạt động du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến du lịch tại các địa phương trong tỉnh. 3. Tổ chức thành công các hoạt động, chương trình khởi động mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022. Đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá điểm đến du lịch Thái Nguyên. Ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ hai, vòng trung khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. 4. Tập trung phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Các sở, ban, ngành, địa phương đã lồng ghép các nguồn lực để phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều hội thảo, chương trình farm trip, các lớp tập huấn, tổ chức học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp nông thôn. 5. Chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, đưa vào vận hành chính thức cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên, số hóa các điểm di tích, tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các trang thông tin điện tử, website và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, Fanpage, TikTok. 6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tuyên truyền quảng bá du lịch Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website du lịch Thái Nguyên, cổng du lịch thông minh và các kênh quảng bá trên nền tảng mạng xã hội, các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch, tổ chức gian hàng trưng bày, tham gia hỗ trợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút du khách đến Thái Nguyên. 7. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận 2 điểm du lịch, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. 8. Công bố biểu trưng, logo, khẩu hiệu, slogan và sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên. 9. Món ăn bánh chứng kiến định hóa và cơm lam định hóa lọt vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. Đặc sản trà Tân Cương và tương nếp Úc Kỳ của tỉnh Thái Nguyên được chọn vào top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2021. 2022 do Hội kỷ lục gia Việt Nam công nhận. 10. Kết quả các chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2022, tổng khách du lịch đến Thái Nguyên đạt trên 2,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 16.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 1.800 tỷ đồng.